Cùng gặp lại quý vị, quý chị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh chuyên nhận ký gửi, mua bán và nhận giới thiệu các sản phẩm bất động sản tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Gia An, Thành phố Thuận An và các phường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, quận 12. Vâng, thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay, Bảo Hoàng xin được gửi tới cho quý vị, quý chị khách hàng cũng như là quý anh chị các nhà đầu tư một căn nhà phố tuyệt đẹp hiện hữu tại một khu dân cư. Với những hình ảnh mà quý vị đã và đang thấy trên màn hình, vâng, một khu dân cư cực kỳ VIP. Vâng, thưa quý vị, một khu dân cư cực kỳ VIP tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cũ và nay là phường Hiệp Bình Phước, thành phố mới, thành phố Thủ Đức, tọa lạc trên trục đường quốc lộ 13 giao nhau với đường Phạm Văn Đồng và quốc lộ 1A, thưa quý vị. Vâng, với một dự án cực kỳ hoành tráng và đồ sộ như quý vị đang thấy ở trên màn hình, với những căn nhà phố một trệt hai tầng lầu, một trệt ba tầng lầu tuyệt đẹp. Và đây là trục đường trong khu dân cư, trong khu dự án như quý vị đang thấy ở trên màn hình, với những căn nhà cực kỳ cao cấp, với phong cách thiết kế nhà phố hiện đại và tân cổ điển cực kỳ đẹp. Và như Bảo Hoàng đã chia sẻ, vị trí tọa lạc tại trục đường quốc lộ 13 giao nhau với trục đường Phạm Đồng cho nên là rất gần với thành phố Hồ Chí Minh, cách phi trường sân bay Tân Sơn Nhất khoảng tầm 5 km, cũng như là trục đường Phạm Văn Đồng thì khoảng tầm 1 km, và quốc lộ 1A cầu vượt ngã tư Bình Phước thì khoảng tầm 2 km đổ lại, thưa quý vị. Vị trí cực đẹp, giao nhau với các đường lớn và các thành phố lớn trong khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Gia An, thành phố Thuận An và quận 12, cũng như là các thành phố phía đông Sài Gòn, thưa quý vị. Và đây là một trong những căn nhà phố mà buổi trưa hôm nay Bảo Hoàng sẽ gửi tới cho quý vị, quý anh chị khách hàng. Với thiết kế một trệt một lửng ba tầng lầu, có tới 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, sân thượng trước, sân thượng sau, phòng bếp, phòng khách, gara xe hơi. Với hướng chính của căn nhà là hướng đông nam, được tặng kèm những bộ nội thất đi kèm mà một số nơi đây Bảo Hoàng sẽ chia sẻ đến cho quý vị trong video, và những nội thất đó gia chủ sẽ tặng kèm với căn nhà. Vâng, phong cách nhà phố tân cổ điển rất là đẹp, một trệt một lửng ba tầng lầu, với chiều ngang 4 m và chiều sâu là gần 15 m, hướng chính là đông nam và mức giá là 8 tỷ 800 triệu đồng, mức giá được coi là thấp nhất trong khu dự án này. Quý vị hãy đến tham quan để khảo sát mức giá cũng như là những căn nhà phố nơi đây. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn quý vị vào tham quan khảo sát thực tế ở bên trong thiết kế của căn nhà. Phía trước là một bộ cửa 4 cánh cắt CNC đúc mạ vàng, rất là đẹp, với kiến trúc là tân cổ điển cho nên là những chi tiết thiết kế từ bộ cửa cho đến bên trong đều mang phong cách đặc trưng là tân cổ điển, rất đẹp, thưa quý vị. Còn đây là khu vực để xe máy, và khu vực tiếp theo là khu vực để xe hơi. Căn nhà được thiết kế một trệt một lửng, ở tầng lửng sẽ có phòng khách ở trên. Còn nếu gia đình mình có xe hơi thì đây sẽ là khu vực dành cho khu vực đậu xe hơi gia đình mình. Còn phòng khách thì đã được thiết kế ở tầng lửng. Ở vị trí trung tâm, với một bộ đèn chùm cũng như là các họa tiết hoa văn được cháy bằng mạ vàng công nghiệp ở phía mặt trần, rất là lung linh rực rỡ, một điểm nhấn vô cùng quan trọng cho không gian của tầng trệt, đặc biệt là khu vực phòng khách. Tiếp theo là khu vực phòng bếp.
Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Bảo Hoàng ghé tham quan tầng lửng với một không gian dành cho phòng khách. Và đây là lối cầu thang dẫn lên các tầng lầu trên với tay vịn làm bằng gỗ và các cái khung chắn bảo vệ được cắt CNC hàn với nhau với những bông bông hoa họa tiết rất là đẹp và cực kỳ có điểm nhấn cho một căn nhà, một chi tiết đều mang phong cách tân cổ điển, vừa cổ kính vừa hiện đại, rất là đẹp thưa quý vị. Và đây là không gian dành cho phòng khách với tủ rượu, các họa tiết chạy bằng mạ vàng công nghiệp ở mặt trần cũng như là ở mặt tường không gian phòng khách, đi kèm với một bộ ghế sofa. Và bây giờ xin được dẫn mọi người tiếp tục ghé tham quan tầng lầu tiếp theo để đến với hai phòng ngủ đầu tiên. Và đây là hành lang giao nhau giữa hai phòng ngủ. Và hai căn phòng ngủ này sẽ có hai phòng vệ sinh ở bên trong. Và một điều đặc biệt nữa dành cho một căn phòng ngủ ở đây là đã có nội thất. Chiếc giường, ga, gối nệm đầy đủ. Đối diện là một bộ cửa dẫn ra ban công ở phía trước, cũng như là phòng vệ sinh, quầy bàn trang điểm, tủ đồ được thiết kế full trong căn phòng ngủ này. Vâng, ở phía sau cánh cửa dẫn vào phòng ngủ là phòng vệ sinh thưa quý vị, được thiết kế với những trang thiết bị phòng tắm, phòng vệ sinh đầy đủ và cao cấp. Còn đây là ban công ở phía trước. Tiếp theo xin được dẫn mọi người ghé tham quan phòng ngủ thứ hai. Tương tự như phòng ngủ vừa rồi thì căn phòng ngủ này cũng đầy đủ những trang thiết bị cần thiết cho một căn phòng ngủ ấm cúng hiện đại. Và bây giờ tiếp tục Bảo Hoàng xin được dẫn mọi người sẽ ghé tham quan tầng lầu tiếp theo với hai phòng ngủ diện tích tương tự. Và hai phòng ngủ này thì hiện trạng là để trống. Quý vị khi sở hữu căn nhà này, chúng ta sẽ thêm vào những bộ nội thất cần thiết như là giường ngủ, bàn trang điểm hay là tủ đựng đồ vân vân theo sở thích của mỗi thành viên trong gia đình mình. Còn diện tích và thiết kế thì tương tự như hai phòng ngủ đầu tiên chúng ta đã xem tại tầng lầu 1. Và đây là view ở phía trước ban công của mỗi tầng lầu. Vâng, hình ảnh đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được khi đứng ở vị trí ban công đó là sự hoành tráng của khu dự án với những căn nhà lầu đồng bộ cực đẹp, cực VIP. Một khu dân cư cao cấp kế bên khu đô thị Vạn Phúc City.
và một vị trí rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh, các trục đường Phạm Văn Đồng cũng như là các trung tâm quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh như là bến xe Miền Đông, phi trường sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi và các quận của thành phố Hồ Chí Minh trong bán kính từ 1 km đến 5 km hoặc là 7 km đổ lại, chúng ta đã về lại với các trung tâm quan trọng như là sân bay Tân Nhất, bến xe Miền Đông, các quận của thành phố Hồ Chí Minh, quận 1, quận 2, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận Tân Bình và các quận ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh như là quận Bình Tân, Tân Bình, vân vân. Và đây là khu vực cuối cùng trong video buổi trưa hôm nay đến từ kênh, một sản phẩm tuyệt đẹp đầy đủ các phòng công năng. Với tầng lầu cao nhất thì sẽ có phòng thờ, khu vực sân thượng trước, sân thượng sau. Chúng ta sẽ đến với sân thượng phía sau. Và phía trước màn hình quý vị đang theo dõi đó là khu đô thị Vạn Phúc City. Khu dự án mình chỉ cách Vạn Phúc City vài 300 m thôi thưa quý vị. Và đây là không gian ở phía sau, nếu quý vị thiết kế khu vực sân sau thì căn nhà kế bên cũng đã thiết kế rất là đẹp, có hồ cá koi, không gian uống cà phê, uống trà đàm đạo cũng như là các chậu cây kiêng được trồng ở khu vực sân sau rất là đẹp. Còn ở trên thì có khu vực để các trang thiết bị điện năng lượng mặt trời rồi bồn nước vân vân. Và đây là khu vực cuối cùng của căn nhà, khu vực sân thượng ở phía trước. Và những hình ảnh này cũng là những hình ảnh cuối cùng trong video buổi trưa hôm nay đến từ kênh. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian xem video. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm những thông tin cũng như đến tham quan khảo sát những sản phẩm đến từ kênh, đặc biệt là sản phẩm mà buổi trưa hôm nay Bảo Hoàng chia sẻ đến cho quý vị, thì hãy liên hệ cho Bảo Hoàng hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để đến tham quan khảo sát và sở hữu ngay sản phẩm này. Một sản phẩm với mức giá rất là mềm tại khu dự án này cũng như cùng phân khúc tại thị trường bất động sản phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Chỉ có 8 tỷ 800 triệu đồng một căn nhà khang trang mới hoàn thiện xong, 1 trệt 1 đứng 3 tầng lầu, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, gara, xe hơi, vị trí đẹp gần trung tâm. Và một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.